thấy chết bỏ bạn. Vẫn còn sớm, hay chúng ta lại kia nghỉ chân một lát? Tôi mỏi nhừ hết cả người rồi. Ừ, phải đấy, nghỉ một lát đi. Hôm nay kiếm được nhiều củi quá. Công nhận, chưa bao giờ tôi kiếm được nhiều củi thế này. Tiếng gì thế nhỉ? Trời, hổ, hổ. Cút đi, cút đi. A a. Anh Sử. Mau lại giúp anh Sử đi. Con hổ đó hung dữ quá. Tôi sợ. Kìa anh Mão, anh đi đâu đấy? Anh đúng là. Cút đi. Tao bảo mày cút đi cơ mà. Làm thế nào bây giờ? Nguy cho anh Sử quá. Không. Anh không sao chứ? Tôi không sao, bị thương ở tay thôi. May mà anh ra tay kịp. Mà anh Mão đâu? Anh ấy có sao không? Nhắc đến hắn ta làm gì? Hắn ta đã bỏ chạy trước để giữ thân rồi. Không ngờ thường ngày chúng ta thân thiết với nhau thế. Có lẽ anh ấy nghĩ chúng ta không thể nào thoát được. Tôi cũng nghĩ hôm nay chúng ta bỏ mạng dưới nanh vuốt của con hổ kia rồi. Vậy sao anh còn ở lại cùng tôi? Anh có thể cùng anh Mão chạy trước mà. Anh không sợ mất mạng sao? Làm sao tôi có thể bỏ anh trong lúc này được? Sống cùng sống, chết cùng chết. Chúng ta là bạn mà. Hơn nữa, lúc con hổ mới đến, chính anh là người đứng ra che chắn bảo vệ cho chúng tôi. Nếu tôi mà bỏ đi, tôi còn là con người sao? Cảm ơn anh đúng là một người bạn tốt. Ơn huệ gì, thôi thì tôi băng bó vết thương cho anh rồi mình cùng về. Ừ. Cảm ơn anh một lần nữa nhé. Đừng có nói vậy, chúng ta là bạn mà. Mau lại giúp anh Sử đi. Con hổ đó hung dữ quá. Tôi sợ. Kìa anh Mão, anh đi đâu đấy? Còn mặt mũi nào mà gặp họ nữa chứ? Vết xăm của ba. Đây là một câu chuyện có thật của người cha George Mason và cậu con trai 8 tuổi Gario Mason sống tại tiểu bang Kansas, Mỹ. Rất tiếc, chúng tôi phải thông báo cho gia đình một tin xấu. Tin xấu? Ôi, có chuyện gì vậy thưa bác sĩ? Bác sĩ, con trai của chúng tôi sao rồi? Gario bé nhỏ của tôi thế nào rồi? Gario có một khối u ác tính ở trong não. Chúng tôi buộc phải tiến hành phẫu thuật não càng sớm càng tốt, để giữ lại tính mạng cho cậu bé. Khối u ác tính? Phẫu thuật não? Không, Gabriel của tôi, Gabriel bé nhỏ của tôi. Vậy tỷ lệ thành công của ca mổ là bao nhiêu? Ca mổ sẽ thành công chứ? Chúng tôi cầu xin các bác sĩ, hãy cứu lấy Gabriel bé nhỏ của tôi. Rất tiếc, tỷ lệ thành công chỉ là 50% thôi. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, nhưng mà gia đình cũng nên chuẩn bị tâm lý cho trường hợp xấu nhất. Trời ơi, con tôi, con trai tôi. Không sao đâu, Gabriel của chúng ta sẽ không sao đâu. Bác sĩ, thế nào rồi? Gabriel con tôi. Con trai tôi sao rồi? Chúc mừng gia đình, ca mổ đã thành công tốt đẹp. Chúng tôi đã không phụ sự kỳ vọng của gia đình. Cảm ơn, rất cảm ơn các bác sĩ. Chào buổi sáng, con trai. Hôm nay con muốn ăn gì nào? Thôi nào con trai, mọi việc tồi tệ đã qua hết rồi. Con hãy vui vẻ lên và con sẽ vượt qua được mọi chuyện. Cố lên nào, chàng trai. Không, ba, con sẽ không thể nào vui vẻ nổi. Nếu như cái này vẫn còn, nó thật là xấu xí. Nó là nỗi ác mộng của con. Nó sẽ không bao giờ biến mất được.
có sao đâu con trai, bà thấy nó rất đẹp mà. Không, bà làm sao hiểu được cảm giác của con bây giờ. Con còn không dám ra khỏi nhà. Con nghĩ nếu mọi người thấy được vết sẹo của con, họ sẽ chỉ rõ, họ sẽ cười nhạo con. Con không muốn như vậy đâu. Không sao, không sao đâu con trai à. Sẽ không ai cười con cả. Mọi việc rồi sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi. Em à, Garyon có dấu hiệu bị trầm cảm. Thằng bé rất tự ti vì vết sẹo dài trên đầu mình. Tóc của thằng bé chưa thể mọc được do ảnh hưởng của đợt xạ trị kéo dài. Vì thế nên vết sẹo của nó không thể giấu đi được. Đã gần một năm trôi qua rồi từ khi ca mổ thành công, nhưng thằng bé vẫn chưa dám ra ngoài. Lúc điều trị trong viện cũng vậy, và bây giờ khi về nhà cũng vậy. Chúng ta phải làm gì đó để giúp con mình. Nhưng chúng ta phải làm gì bây giờ? Tổn thương tâm lý của thằng bé là rất nghiêm trọng. Con trai. Ba. Tóc của ba đâu rồi? Ba đã cạo trọc rồi. Từ nay đây là kiểu đầu mới của ba. Con nhìn đây nữa này, con trai. Ba, sao ba lại xăm cái hình vết sẹo khủng khiếp kia trên đầu của mình vậy? Ồ không đâu, đối với ba, hình xăm này rất đẹp và ý nghĩa đó. Vết sẹo này là minh chứng cho việc con trai bé nhỏ của ba đã dũng cảm đối mặt với bệnh tật và chiến thắng nó như thế nào. Ba muốn cho mọi người thấy Gario bé nhỏ của ba đã lớn rồi. Từ nay ba sẽ ở bên con, sẽ ra ngoài cùng với con. Con sẽ không phải tự ti, không phải lạc lõng với vết sẹo này nữa, vì ba cũng có vết sẹo giống hệt như con vậy. Nếu mọi người muốn nhìn, họ sẽ nhìn cả hai ba con mình. Nếu như họ cười, ba con mình sẽ mặc kệ họ. Ba! Thế nào? Bây giờ con còn thấy kinh sợ vết sẹo này không? Còn thấy nó xấu xí không hả? Dạ không ạ. Tuyệt. Vậy thì ngay bây giờ chúng ta sẽ đi ra ngoài đường đi dạo nha. Dạ. Lòng tốt. Cô Mary, chào cháu khoai tây nghiền, măng tây và gà rán ạ. Ừ, của cháu đây. Cháu xin. Nào, bé tiếp theo. Của cháu đây. Được quả tang rồi nhé. Định chơi trò ăn gian sao? Vo tiền lại để không ai biết là cậu chưa trả đủ hả? Cháu, cháu. Có chuyện gì thế? Đây, chị xem, cậu bé chỉ trả $1 bằng cách vo tròn tờ tiền như thế này đây. Hôm qua em đã nghi nghi rồi, hôm nay mới bắt được tại trận. Thơm, không phải cậu bé đó gian dối đâu, là cậu ấy đã xin phép chị rồi. Chị cho cậu ấy nợ số tiền còn thiếu. Thật sao? Từ trước đến nay chúng ta đâu có bán nợ ai như thế. Ừ, lần này là ngoại lệ. Chị sẽ nói lại với quản lý, số tiền đó sẽ trừ vào tiền lương của chị. Chị Marie. Được rồi, cháu lấy đồ ăn đi. Cháu. Đi đi, từ nay cháu cứ tới lấy phần ăn như thường. Có bao nhiêu trả bấy nhiêu, thiếu thì cô cho nợ. Nhưng sau này nhất định phải trả cả vốn lẫn lãi đấy, nghe chưa? Cháu cảm ơn cô. Chị Marie, cuộc sống của chị cũng khó khăn quá mà. Em có thấy cậu bé gầy hơn đám bạn và ánh mắt luôn buồn rười rượi không? Chị tin thằng bé thật sự cần được giúp đỡ thôi mà.
Anh hỏi ai? À, dạ, đây có phải là nhà bà Marie không ạ? Cách đây nhiều năm, có làm thêm ở căng tin trường nội trú không ạ? Vâng, tôi là Marie, nhưng cậu là... May quá, cuối cùng cháu đã tìm được cô. Cháu tới để trả nợ. Nợ ư? Chắc cậu nhầm, tôi làm gì có tiền cho ai vay cơ chứ? Cô ơi, cô thật sự không nhớ sao? Món nợ của 30 năm về trước, cô đã cho một cậu bé khốn khổ nợ tiền cơm trưa. Ồ, tôi nhớ chứ. Cậu bé đó là cậu sao? Hồi đó, gia cảnh cháu vô cùng khó khăn. Cháu mất ba mẹ trong một tai nạn. Cháu sống với bà nội. Bà nội đã rất cố gắng để cháu có thể đến trường. Nhưng mà nếu không có lòng tốt của cô cho cháu nợ tiền ăn trong 2 năm học, có lẽ cháu đã phải nghỉ học, giờ đã không có được ngày hôm nay. Tôi nhớ ngày đó, cậu gầy gò, buồn rầu và đáng thương. Đúng vậy, điều đó dẫn cháu đến hành động gian dối và bị bắt gặp. Nhưng cháu đã được tha thứ và giúp đỡ. Điều đó thay đổi con người cháu. Nó khiến cháu khao khát vươn lên và được như ngày hôm nay. Chúc mừng cậu, cậu đã trưởng thành thật sự rồi. Tôi thấy vô cùng may mắn vì việc làm nhỏ của mình đã đem lại tương lai tốt đẹp cho một cậu bé. Và đây là số tiền cháu đã nợ bà. Ồ không. Chẳng phải trước đây cô đã nói rằng nhất định phải quay lại trả nợ cho cô hay sao? Xin cô đừng biến cháu thành kẻ thất hứa chứ. Thôi được rồi, tôi xin nhận. Tình anh em. Lũ chó ấy đúng là hung dữ quá mà. Con cáo kia chắc gặp chuyện chẳng lành rồi. Buổi sáng sớm mới thoải mái làm sao. Ôi, cái gì thế? Ôi, tội nghiệp đứa trẻ này làm sao. Mẹ nó chắc là cô cáo hôm qua rồi. Chẳng biết số phận cô ấy ra sao nữa. Để cho em ấy cùng sống chung với chúng ta nhé các con. Ít lâu sau. Các anh ơi, các anh cho em chơi với. Chơi gì mà chơi, ai cho cậu chơi cùng chứ? Sao thế? Các anh chơi vui vẻ với nhau, em cũng chỉ muốn chơi cùng thôi mà. Nhìn cậu tay to, đuôi to, chẳng giống gì chúng tôi cả. Cậu đâu phải do mẹ chúng tôi sinh ra đâu. Đúng thế, trông cậu ấy chẳng giống mẹ mà chúng ta gì cả, anh nhỉ? Đúng là anh em mình nhìn cũng khác nhau thật, nhưng mẹ vẫn gọi chúng ta là ba anh em mà. Vậy chúng ta vẫn là ba anh em, phải không các anh? Anh em cái gì chứ? Thôi được, phải để thử xem đã. Thế thì cùng chơi trèo cây đi. Xem anh đây. Yeah. Ôi, anh giỏi quá, giỏi quá. Giờ tới em nha. Đến lượt em. À. Cười chết mất, xem nó trèo kìa. Đấy, em thấy chưa? Nó không biết trèo cây thế mà đòi làm anh em với mình. Rõ là khác nhau xa mà. Tốt hơn hết là nó nên tự đi tìm ai giống nó mà chơi đi. Kệ nó, chúng ta đi chơi thôi. Theo anh nào. Nhanh lên, chúng ta thử qua bên này chơi. Em thấy đi trên cây cầu này chẳng an toàn gì cả. Em cũng sợ nước lắm. Hay là mình vòng về đi anh. Sao em lại nhát gan thế nhỉ? Lại đây đi. Không, không, em sợ lắm. Không, em không đi đâu. Đi đi. À! Ôi! À! À! Cứu! Trời ơi, có ai cứu anh tôi với? Cứu với! Anh ơi, em đến cứu anh đi. Anh ơi, cố lên nào, cố lên. Hai anh em có sao không?
anh xin lỗi nha. Anh đã đối xử không tốt với em, nhưng em vẫn coi anh là anh của em, không giận anh, và còn cứu anh nữa. Từ nay anh sẽ đối xử tốt với em hơn. À, hay quá. Vậy là từ nay anh sẽ là người anh thật sự của em rồi, có phải không? Ừ, đúng thế. Chúng ta cùng về nhà thôi. Chắc mẹ đang chờ ba anh em mình đấy. Vâng ạ. Đi thôi. Hoa hồng và cỏ mực. Yeah, một ngày mới thật tuyệt. Chị ơi, hôm nay trông chị đẹp và kêu xa quá. Chuyện lúc nào chị chẳng đẹp và rực rỡ nhất khu vườn này. Gà con hôi quá. Sao cậu không đi chỗ khác mà kiếm ăn đi? Sao cậu lại nói thế? Tôi kiếm ăn ở đây thì ảnh hưởng gì đến cậu chứ? Thì cậu bới đất, đất có thể bắn cả lên bộ cánh xinh đẹp của chúng tôi chứ còn sao nữa. Cậu mau ra chỗ đất trống ngoài kia kìa. Được rồi, tôi sẽ đi vậy. Hồng Nhung, cậu lộng lẫy quá. Lại cậu nữa. Ở đâu ra có thứ cây xấu xí, đen nhẻm và còi cọc kia thế? Tớ À, loài cỏ mọc hoang, trông thật xấu xí. Không biết cậu sinh ra trên đời này để làm gì cơ chứ. Sao cậu lại nói thế chứ? Tớ cái gì? Cậu lại nhìn xem, cỏ không ra cỏ, hoa không ra hoa. Cậu chắc cũng vô dụng như cái hình hài của cậu thôi. Cậu nói phải đấy, cái cây dưới chân chúng ta mới xấu xí làm sao. Chắc chỉ là một loài cỏ hoang vô dụng thôi. Phải đó, phải đó. Chào ơi, đẹp quá. Mẹ xem này, khóm hồng nhung nở đẹp chưa? Hương thơm nức. Ừ, bông hồng nở đẹp thật. Để con hái bông hồng này tặng cho mẹ nha. Cẩn thận nhé con. Thấy chưa, không ai có thể cưỡng nổi vẻ đẹp và sự quyến rũ của hồng nhà ta cả. Đúng đấy, hoa hồng là nữ hoàng của các loài hoa. Chúng ta sẽ được trưng bày ở những nơi sang trọng đẹp đẽ, chứ ai như mấy loài hoa cỏ xấu xí khác chứ. À, con có sao không? Ôi, thôi chết rồi, tay con bị gai đâm chảy máu rồi kìa. À, may quá, có mấy cây cỏ mực ở đây. Cỏ mực ư? Loài cây cỏ xấu xí là sao? Lá cỏ mực có tác dụng cầm máu rất tốt đấy con. Ôi, thật kỳ diệu. Con cảm thấy đỡ đau hơn rồi. Máu không rỉ ra nữa. Con nhớ nha, cỏ mực rất tốt trong việc cầm máu. Hơn nữa, nó còn là bài thuốc thanh nhiệt giải độc rất tốt đó. Không ngờ một cây cỏ nhỏ bé như thế mà có nhiều công dụng mẹ nhỉ. Phải đấy con trai, mỗi loài cây đều có những công dụng, giá trị của riêng mình. Hóa ra là vậy, cỏ mực cũng làm được việc mà chúng ta không ai làm được đấy. Phải, cậu ấy thật siêu. Cỏ mực, xin lỗi nha, tớ đã vội coi thường cậu rồi. Không sao đâu, chúng tôi chỉ mong tất cả chúng ta sống chân tình, biết tôn trọng nhau và đoàn kết bên nhau thôi. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.